mạng Wi-Fi đã từng kết nối trên Android 10. Android 10 cho phép người dùng xem lại mật khẩu của các mạng Wi-Fi đã lưu, không cần root thiết bị, cũng như không cần cài đặt thêm ứng dụng bên thứ ba. Tương tự các hệ điều hành khác, mỗi khi bạn kết nối với một mạng Wi-Fi trên Android 10, nó sẽ lưu lại mật khẩu của mạng Wi-Fi đó. Việc này giúp bạn kết nối mạng Wi-Fi nhanh hơn ở những lần sau. Ở các phiên bản Android cũ, nếu muốn xem mật khẩu đã lưu, bạn phải root thiết bị. Đây là việc các hãng sản xuất smartphone không khuyến khích vì nó tiềm ẩn nhiều rủi ro ở cả phần cứng lẫn phần mềm. Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách xem lại mật khẩu các mạng Wi-Fi đã lưu trên Android 10. Đầu tiên, bạn mở trình đơn Settings, sau đó chọn Network and Internet. Tiếp theo, bạn chọn tùy chọn Wi-Fi. Sau đó di chuyển xuống gần dưới cùng của trang và chọn tùy chọn Set Password. Android 10 sẽ hiển thị danh sách tất cả các mạng Wi-Fi nó đã lưu. Hãy chọn mạng Wi-Fi bất kỳ bạn muốn xem mật khẩu bấm nút xe nằm ở phía bên phải của màn hình. Android 10 sẽ yêu cầu bạn xác thực bằng top ID, Face ID, mã pin hoặc mật khẩu. Nếu xác thực thành công, bạn sẽ thấy mã QR chứa tên mạng Wi-Fi và mật khẩu tương ứng.